thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tắm một cả cái hoa vừa tiền để bàn, có thể là để tặng sinh nhật, có thể là để trong ngày cưới. Cái lãng hoa này thì rất là đơn giản thôi nhé, cắm một cách bình thường ai cũng có thể cắm được. Ở đây thì mình sử dụng, đây là một cái khay và một cái xốp mình đã ngâm nước. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhé. Nếu các bạn thấy thích mình thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra được nhiều video hay hơn nữa. Và hy vọng rằng những cái video của mình mang nhiều cái điều hữu ích đến với các bạn. Và nếu các bạn mà có một bạn nào đấy mà muốn kinh doanh shop hoa thì vào buổi tối ngày mai mình cũng sẽ live vào trực tiếp để chia sẻ một cách chia sẻ một bài về mở shop hoa ở nông thôn. Tại vì thực ra là mình cũng chỉ chia sẻ cái mình cũng đang làm ở nông thôn nên mình cũng chỉ chia sẻ ở nông thôn thôi. Hy vọng là các bạn sẽ chia sẻ cho các bạn ấy biết để các bạn ấy vào xem đi vào của mình và có câu hỏi để mình có thể trả lời trực tiếp cho các bạn ấy. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cách cắm hoa này. Cách cắm hoa rất là đơn giản. Hôm nay thì đây là một cái lãng hoa khách họ yêu cầu là cho đặt một lãng hoa nhỏ nhỏ để bàn. Hôm nay là sinh nhật vợ của bạn ấy nên là bạn ấy muốn là đặt một lãng hoa hồng và hoa ly. Hoa ly thì có mùi thơm, còn hoa hồng là ý nghĩa của tặng sinh nhật vợ. Nên là mình hiện đây thì mình cũng quay video luôn cho các bạn. Là do khách yêu cầu nhé. Còn nếu mà ngoài ra thì các bạn có thể là cắm những cái kiểu nào mà các bạn thích.